vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn đa chiều. Thưa quý vị, nhiều người có tuổi ngày nay vẫn ám ảnh diễn cảnh lay hoay vất vả kỳ cọ những chiếc chảo son nồi sau mỗi lần chiên xào. Có lẽ vì vậy nên khi những chiếc chảo đầu tiên sử dụng công nghệ chống dính xuất hiện trên thị trường, người ta ví nó như là một cuộc cách mạng trong nhà bếp, vì giúp tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa công việc nấu nướng cho các bà nội trợ. Tiện ích là vậy, nhưng những tác động tiềm ẩn của lớp chống dính với sức khỏe thì cũng thật giật mình. Vì theo thói quen quán tính, nhiều người đã mắc phải những sai lầm đáng kể sau đây, vô tình làm giảm tuổi thọ của chảo chống dính và gây hại đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Đun nấu chảo với nhiệt độ quá cao, sử dụng thìa kim loại để đảo thức ăn, vệ sinh chảo khi còn nóng, dùng miếng kim loại vệ sinh chảo. Nghiêm trọng hơn chính là việc nhiều người vì muốn tiết kiệm nên vẫn giữ và sử dụng nồi chảo chống dính đã cũ kỹ, lớp sơn bị bong tróc, vì nghĩ đơn giản là chảo vẫn dùng tốt. Cái chảo chống dính á, thì bản chất nó là Teflon, thì cái chất đó nó không có hại, nó là chất trơ, cho dù nó tiếp xúc với lại axit dịch mình nóng tới gọi là dưới 250 độ là coi như an toàn, nó không phân hủy không gì hết. Nhưng khi mà nhiệt độ quá cao như tôi nói trên 250 độ hoặc là nó bị trầy xước, lớp chống dính nó mòn đi, thì cái chất keo để mà dính giữa cái chảo với cái đó là nó có điều kiện khi mà người ta đun nóng lên nó phân hủy trực tiếp, nó tạo ra những cái khói, những cái khí độc là làm chúng ta dễ bị ngộ độc tức ngực, chóng mặt, hoa mắt đối với những người nấu ăn. Còn cái thứ hai là nó có thể phân hủy ra tạo thành những chất gọi là PFOA, là những chất đó hiện tại thì được cái gọi là tổ chức gọi là nghiên cứu về ung thư quốc tế xếp vào nhóm 2B, tức là có nguy cơ gây ung thư. Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ và Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA đều khẳng định không cần gắn nhãn cảnh báo lên chảo chống dính có chứa chất Teflon. Tuy nhiên, như các chuyên gia đã khuyến cáo, phần độc hại chính là phần keo dính chất Teflon vào bề mặt kim loại. Phần keo này là chất dễ phân hủy bởi nhiệt, tạo ra các chất nguy hại cho con người khi ở nhiệt độ cao. Nếu dùng lâu dài, chất bám dính sẽ bong tróc ra, không liên kết được Teflon với bề mặt kim loại. Khi đó, không nên tiếp tục sử dụng. Ngoài việc sử dụng nồi chảo chống dính không đúng cách, nhiều người còn mắc sai lầm khi chọn mua những loại dụng cụ chống dính rẻ tiền kém chất lượng. Để tìm hiểu rõ vụ việc, phóng viên của chương trình đã tìm hiểu đến một vài cửa hàng tạp hóa để xác minh thêm thông tin. Theo như lời người bán thì những chiếc chảo chống dính có lớp sơn phủ lên trên có mức giá là 100.000, thậm chí là 200.000 đồng hoặc là hơn cũng có. Tùy theo nhu cầu của người mua, có thể chọn loại hộp túi tiền mà không cần quan tâm đến chất lượng. Trong trường hợp chúng ta mua những loại chảo mà không có rõ nguồn gốc, không rõ chất lượng, mình gọi đơn giản là chảo chống dính dởm, thì là thứ nhất cái lớp Teflon nó quá mỏng, nó dễ bong tróc và nó không có bền với thời gian. Thì thay vì chúng ta xài 1 năm 2 năm thì mới vài tháng là nó đã mất cái chất lượng mà chúng ta không hay biết, là nó đã có thể phản ứng tạo ra những khí độc hoặc là phản ứng tạo ra những chất độc như tôi vừa đề cập ở trên, những chất như PFOA. Cái thứ hai, nếu mà những chảo chống dính mà không có rõ chất lượng thì cái khả năng cái Teflon, cái nguyên liệu để sản xuất ra Teflon thì nó có lẫn rất là nhiều PFOA mà nó lẫn trong cái đó không có được kiểm định. Để chảo chống dính trở thành sản phẩm luôn thân thiện với sức khỏe con người, các nhà sản xuất phải biết lựa chọn loại Teflon nào được phép sử dụng và an toàn cho người sử dụng. Còn với người tiêu dùng, để đảm bảo mua được nồi chảo chống dính an toàn, chất lượng, nên lưu ý chọn lựa các thương hiệu uy tín, có lịch sử lâu năm và có đầy đủ thông tin về nhãn hiệu. Lưu ý khi dùng chảo chống dính, mặc dù chất Teflon được sử dụng trong chảo chống dính đang nằm trong mức an toàn, tuy nhiên, có bền hay không còn tùy thuộc vào người sử dụng. Những lưu ý sau đây sẽ giúp bạn sử dụng chảo chống dính an toàn hơn, lâu bền hơn. Trước khi sử dụng lần đầu, nên lau sạch bề mặt chảo bằng một ít dầu ăn. Việc này giúp kéo dài tuổi thọ của lớp chống dính. Luôn sử dụng các dụng cụ nấu ăn bằng nhựa hay bằng gỗ, không cắt thực phẩm trong chảo. Không nấu chảo ở nhiệt độ quá nóng trên 250 độ C. Không để chảo quá nóng trên bếp mà không có dầu mỡ. Không rửa chảo ngay ở nhiệt độ nóng nên chờ đến khi nguội mới rửa. Nên rửa chảo bằng xốp mềm, không chà sát bề mặt chống dính. Nên thay mới khi lớp chống dính của chảo đã bị bong tróc. Dừng!
Trước mắt, người tiêu dùng cần tránh xa những sản phẩm chống dính không rõ nguồn gốc trên thị trường. Nếu chọn các nhà sản xuất uy tín, đã qua kiểm định và đặc biệt là hạn chế nấu nướng ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Ngoài ra thì cho dù là chảo có thương hiệu nổi tiếng, các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên thay chảo 3 năm một lần. Nếu phát hiện lớp chống dính bị xước hay hư hỏng thì cần phải thay mới ngay. Hy vọng thông tin vừa rồi sẽ thật hữu ích cho quý vị khán giả. Còn bây giờ, Quỳnh Như xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở kỳ sau.